Nên xin chào quý chú chị. Video này Nhân giới thiệu đến cho quý chú chị mình một căn nhà với cái diện tích là 4x15 và xây dựng là một trệt, hai lầu, một tum như chú chị. Mặt tiền rất là đẹp nha. Giả đá cũng như là cái phần lan can của lầu 1, 2, 3 tất cả đều làm bằng nhôm đúc hết như chú chị. Nhìn rất đẹp, rất sang trọng nhà luôn. Đường trước nhà là 6m lòng đường và vỉa hè bên mỗi bên 2m là 10m nha. Căn nhà của mình là hướng Tây của chú chị nên thuộc cục mạng Tây tới Trạch là mua được nha. Rồi bây giờ Nhân mời vào trong. Mình sẽ có cái sân xe máy 2m nè. Một bộ cửa chính phía trước. Ở trong mình sẽ có một bộ cửa trong nữa. Nhôm sinh pha 4 cánh. Nhà rất rộng rãi nha chú chị. Trang trí rất là đẹp luôn. Lan can cầu thang bằng nhôm đúc luôn. Rất là đẹp. Bên đây là một cái hệ tủ uống rượu, nó tự dưới nền lên đến trần luôn. Cái phần trần thạch cao cũng rất là đẹp nha. Rất là sắc nét. Phía sau là khoảng không gian của cái phòng bếp. Bếp cũng rất là rộng. Có tủ bếp trên, bếp dưới nè, tất cả bằng gỗ sồi hết nè. Phía sau là có khoảng giếng trời. Và sau cùng là nhà vệ sinh. Vệ sinh đầy đủ hết. Lên lầu 1 thì mình sẽ có hai phòng ngủ ha. Đây phòng ngủ sau. Rộng rãi. Mình sẽ có một cái cửa sổ này, mở ra riêng trời để lấy sáng lấy gió cho căn nhà của mình. Tất cả những cái cửa phòng ngủ đều làm bằng gỗ sồi hết nha. Đây là toilet giữa hai phòng. Đây phòng ngủ trước. Hiện tại là nhà không có bật đèn nha, nhưng mà rất là sáng căn nhà của mình. Đó, phía trước là nhôm đúc hết. Có rèm màn sẵn hết không chú chị? Cầu thang thì đá hoa cương nè. Tay vịn bằng gỗ và kính cường lực. Lên lầu 2 thì mình cũng sẽ có hai phòng ngủ ha. Hai phòng ngủ giống như là lầu 1. Nhà vệ sinh giữa hai phòng. Mình lên lầu 3, lên sân thượng. Có khoảng sân thượng sau nè, rất là rộng rãi luôn. Nó có sẵn chỗ để mình đặt máy giặt cà phê ha. Đây đi lên trên tum này, nó tất cả gầu sắt lọc toan là hết rồi. Nó có giếng trời nè. Trên giữa mình sẽ có thêm một cái giếng trời giữa, giếng trời giữa lấy sáng. Đây phòng thờ ha, phòng thờ cũng rất rộng rãi luôn chị. Có đèn bàn sẵn luôn. Đây sân thượng trước nè. Đổ hai cột tròn nhé, chà đá nhìn rất là đẹp. Rồi, tất cả nhôm đúc hết nè. Đằng bên đó là công viên thời gian, đường trục chính TC3 thì rẽ trái là thẳng ngoài cổng á. Cổng chính của khu tư các trường học sinh xã Đức Lập Hà, Đức Hòa, Long An. Rồi căn nhà này hiện tại là chủ đang kêu bán với cái giá là 3 tỷ 500 triệu, 3 tỷ rưỡi, bao hết giấy tờ sổ sách cho chú chị mình luôn. Rồi Nhân cảm ơn chú chị rất nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi video của Nhân.
Còn chú anh chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều video sau nhé. Còn bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý chú anh chị mình ở những video tiếp theo.